Còn đây Chua, chào mừng các bạn đã đến với Mel TV. Ok, như các bạn đã biết thì vừa rồi mình có tham dự Sneakerfest ImpactCon 2020. Nơi đây tập trung những các bạn là rất là đam mê về sneaker, về giày. Bây giờ mình sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ liên quan đến sneaker đối với những bạn đã tham gia chương trình ở đây nhé. Ok, cùng lắng nghe họ nói gì nào. Chắc là đôi Rest of Tower, em nhớ chứ. Em nhớ là hình như nếu mà bây giờ thì chắc cũng kiểu như là như không định giá được là sao. Wow. Lựa chọn hay đó. Nike SB Dunk jean gì đó, mình không có nhớ lắm nhưng mà đôi jean đấy mình khá là thích. Dạ, hiện tại thì mình đang thích là đôi Balenciaga Check. Dạ. Okay. Bạn có biết đôi đó tầm khoảng bao nhiêu tiền không ạ? Lắm chứ thì mình tìm hiểu là cỡ mười mấy triệu. Hồi nãy có một đôi nhưng mà em cũng nhớ lắm, nhưng mà nhìn nó đẹp. Nó có màu gì ta? Cái đôi mà có cái đôi bò sữa bảy màu gì đó chị. Bạn này đang thích đôi SB bò sữa nha mọi người. Thực ra thì cái đôi này là wishlist của em rồi, em đã mua được rồi thì còn không, em nghĩ là Nixer thì em sẽ không muốn mua thêm đôi nào nữa. Tại vì em đã có khá là đủ rồi, cho nên là em không cho nên là one rest thôi. Ok. Dạ. Rồi, đôi này thì tầm bao nhiêu tiền? Dạ, nó rơi vào khoảng tầm 500 ngàn trên stock, 500 đô trên stock X. Okay. Ở Việt Nam thì dao động em nghĩ là tầm 10 đổ lại, khoảng 10. Đó chính là Convert Up White, mặc dù ông sếp chửi đôi đó cái gì đâu đẹp, người ta thích thì thôi đúng không? Còn em hả? Đôi đó đôi gì em không nhớ tên, nên kêu đồ. Không phải luôn, cái đôi mà em thích đó. Màu xám, vô định 4. Kho đó, mọi người nói đó, em thích đôi đó đó. Bữa em coi là ba mấy triệu. Mơ thôi. Chắc nó cũng cỡ đó đó chị, hoặc là hơn. Cái đầu mày nó 50 mấy lận ra. Đó, nó 50 mấy lận á. Biết giờ kìm 50 mấy mà tìm cũng lòi luôn á. Nếu mà nhắc về đôi sneaker mà em thích nhất bây giờ, chắc chắn là em sẽ không có được nó đâu. Tại vì em nghĩ chắc nó rất là hype. Đó là đôi Travis Scott với lại PS5 á. Tại vì nếu mà một người thích chơi game mà còn thấy cái độ hype của vừa cả PS5 còn Travis Scott, rồi còn Nike đứng nữa. Rồi rất là thích luôn á. Giá đôi đó làm bao nhiêu? Em biết em con chị luôn á, em không có biết giá, nhưng mà anh đằng sau nhắc em là không có giá, chưa có giá. Em nghĩ là đôi trên 4 học quay, một sale. Ok, okay. Dạ. Đôi đó khoảng tầm khoảng bao nhiêu nhỉ? Dạ chắc giá khoảng từ 400 tới 600 tùy size. Hiện tại hả? Hiện tại em, tại vì thường thường nếu mà em mua giày á, ít khi nào mà em sẽ tìm hoặc đặt qua mạng lắm. Thì thường thường em sẽ tới những nơi mà để trưng bán á, và em nhìn cho một loạt và em cảm thấy ồ đôi này mình thích nè, thì em sẽ chọn đôi đó, nên là hiện giờ thì em cũng đang đi săn tìm. Tầm khoảng 2-3 triệu. Ok, thì thường thường thì mình mua giày Nixer thì cỡ 3-4 triệu. Em nghĩ tầm 2-3 triệu là hợp lý rồi. Rồi sneaker bò sữa có giá bao nhiêu nhỉ? Ba mấy triệu. Dạ, yeah, ok. Theo em là tầm 4-5 triệu thôi, tại vì không tàu lưa tháng làm tàu lưa tiền hết YouTube mà. Ok, còn em? Dạ, theo em là một đôi nếu mà mang được ngày thì tầm dưới 3 triệu là hợp lý. Okay. Em sẽ chia từng giai đoạn, ví dụ như kiểu học sinh sinh viên thì đâu đó tầm 1,5 triệu tới 2 triệu là ok. Còn nếu mà đã đi làm rồi thì đâu đó tầm 3,5 triệu tới 4 triệu là ok. Okay. Còn nếu mà mấy bạn mà đã làm rủng rỉnh rồi đó thì mấy bạn có thể mua mấy đôi mà hype hơn, mắc tiền hơn, mấy đôi luxury hơn thì cái đó tùy mọi người, nhưng mà em nghĩ là theo như cái thước đo của em á, thì nó như vậy. Ổn với em thì chắc nó, tại vì nó dao động trong khoảng chắc từ 2 triệu cho đến là tầm 10 triệu đồng là ổn với em. Ok. Dạ, nó rơi vào trong giữa đó là em thấy ổn. Kiểu học sinh sinh viên thì tầm từ 3-4 triệu là hợp lý. Còn nếu mà như một kiểu như là một họ chơi sneaker, thì em nghĩ là từ 10-20 triệu thì họ vẫn sẽ có khả năng mua được. Ok, thì những câu trả lời đã thể hiện tình yêu dành cho sneaker của các bạn trẻ mà mình đã phỏng vấn rồi đó. Còn bạn thì sao? Nhớ để lại bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên like, share, subscribe MeTV cũng như là nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi mình MeTV ra clip mới nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video clip này. Sayonara!